thực hiện thử thách nhảy qua tóc dài. Chúng mình sẽ có 3 lượt nhảy. Nếu bạn nào bị làm đổ cốc thì chúng ta sẽ bị loại nhá. Yeah. Hãy đang bắt đầu nào. Hải Đăng giỏi quá. Ô, mình chưa giỏi quá. Bạn Hải Đăng đã bị loại. Mình chưa đã bị loại rồi. Yeah. Chị Thanh là người chiến thắng rồi.